tục loạt bài tưởng niệm biến cố mậu thân, kỳ này Thiện Giao sẽ trình bày một khía cạnh khác liên quan đến những nhạc phẩm ra đời trong bối cảnh biến cố mậu thân. Từ sau năm 1968, chính quyền Việt Nam vẫn chưa bao giờ chính thức đưa ra số liệu và những giải trình về con số nạn nhân tại Huế. Thậm chí, tới năm 1975, khi tiến vào miền Nam, nghĩa trang trên núi Ba Tầng còn được gọi là núi Bân, nơi an táng khoảng 400 thi hài tìm được, nơi khe đá mài, vùng đình môn Kim Ngọc cũng bị đập phá. Trong một ý nghĩa nào đó, chính các tác phẩm âm nhạc sẽ là nơi lưu giữ lâu dài nhất những chứng tích liên quan đến mậu thân. Xin theo dõi sau đây qua phần trình bày của Thiện Giao và Nhã Trân. Mậu thân 1968, những gì xảy ra cho người đã chết sẽ còn mãi trong lòng người đang sống. Biến cố ấy sẽ không trôi qua trong quên lãng. Mậu thân 1968 đã để lại dấu vết trong âm nhạc, trong văn chương, trong hồi ký và trên báo chí. Mậu thân được mô tả rất thực trong bản nhạc hát trên những xác người ghi dấu địa danh Bãi Dâu. Mậu thân được ghi lại trong Cơn Mê Chiều, với Cầu Trường Tiền, với Kim Long, Nam Giao, lên án đàn con nay lớn khôn mang gươm đao vào xóm làng. Chiều nay không có Mậu thân cũng được ghi lại trong hồi ký nổi tiếng một thời, Giải Khăn Xô Cho Huế. Mậu thân ghi lại những hình ảnh qua âm nhạc, thực và rõ ràng, hơn cả hàng trăm thước phim hay hàng loạt bài phóng sự. Mậu thân sẽ không trôi qua trong quên lãng khi hàng ngàn người vừa thanh niên vừa trí thức vừa sinh viên học sinh phải chết chỉ trong chưa đầy một tháng. Hai bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là bài ca viết cho những xác người và hát trên những xác người được sáng tác năm 1968 sau khi Trịnh Công Sơn từ Huế trở về Sài Gòn. Những ngày diễn ra biến cố tại Huế, Trịnh Công Sơn có mặt tại cố đô. Một người bạn thân của nhạc sĩ là họa sĩ Trịnh Cung hồi tưởng rằng Trịnh Công Sơn có kể với ông những tình tiết đã xảy ra cho người nhạc sĩ trong những ngày lưu lại Huế. Họa sĩ Trịnh Cung cho biết, tác giả bài ca hát trên những xác người suýt chút nữa đã trở thành nạn nhân trong biến cố mậu thân. Gia đình Sơn bị lùa vào tập hợp ra ngoài một cái địa điểm tập trung ở Huế. Cả em Trịnh Công Sơn là Trịnh Quang Hà, Trịnh Phước Tịnh đều bị lùa ra đó. Thì bà mẹ của Sơn rất nhanh trí, và cũng may cho Sơn là những người bộ đội cộng sản đó thì lại là những người ngồi bắt vào, cho nên họ không có biết Sơn là ai cả. Chứ nếu mà Sơn mà bị bởi những cái người ở địa phương mà bắt giữ đó, thì có thể là anh em Sơn bị tai họa theo cùng với những cái mộ chôn tập thể ở Bãi Dâu, ở những khu mà sau đó người ta phát hiện là. Thì mẹ Sơn là nhanh trí ở chỗ này, là bà lại nói với bộ đội, bà xưng là mẹ. À, mẹ và các em kia bà kể là rõ ràng là như là người không có tội tình phải bị bắt cả. Và cho nên là mấy cái chú ở bộ đội ngoài Bắc á, cũng lơ thơ đó, không có gì nghe thì xưng mẹ rồi ngọt ngào như thế, thì các cậu đã cho mẹ Sơn dẫn Trịnh Công Sơn và mấy người em thoát về. Trong một bài viết cách đây vài năm, nhà văn Phạm Xuân Đài, cũng là một người bạn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đã khẳng định là hai nhạc phẩm viết nhân vụ mậu thân là sự ghi lại trong vai trò của một nhân chứng. Ông viết, toàn là những xác người gần giống như những thước phim tài liệu của Đức Quốc xã, ghi hình ảnh thi hài chồng chất
của người Do Thái. Bài hát này của Sơn là một phóng sự bằng nghệ thuật, cho người đời biết thế nào là sự chết chóc khi anh em ta về thành phố Huế dịp Mậu Thân. Chắc chắn, đó là dịp Sơn nhìn gần cái chết tập thể nhất, nhìn thấy sự man rợ, tuy vẫn thuộc phạm vi cuộc chiến, nhưng không phải thuần túy do động lực chiến tranh. Cả hai bài hát có cùng một đề tài, trong hầu cùng một biến cố. Một nhạc phẩm khác, ít được phổ biến bằng hai nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn, nhưng chuyên chở một ý tưởng rất lạ. Khi mở đầu bằng câu, đàn con nay lớn khôn mang gươm đao vào xóm làng, phải chăng Cơn Mê Chiều, tên của bản nhạc, muốn nói về một lớp trí thức, bỏ Huế ra đi, nay quay lại Huế trong vai trò mới. Một thanh niên trí thức Huế nhận định. Trong cái vùng thảm sát Mậu Thân á, thì ngoài cái mỗi đau đớn cho dân tộc của một hoàn cảnh nội giá khảo kiệt thật là tàn độc đó, thì còn có một cái nỗi đau lớn hơn là vai trò của một số trí thức Việt Nam trong cái cuộc thảm sát này. Như trong cái bài hát mà Cơn Mưa Chiều đó, thì có câu là đàn con nay lợn khôn mang gươm đao vào xóm làng. Đàn con nữa có phải chăng là một số trí thức Huế đã đưa đường cho Việt Cộng vào thành, rồi một số khác là theo giặc vào bưng sau khi mà quân đội miền Nam tại chiếm lại Huế. Đau đớn hơn nữa là những cái phát biểu thiếu như Hoàng Phụ Ngọc Phan khi được phỏng vấn trong bộ phim tài liệu nhiều tập Việt Nam Thiến Sử truyền hình rằng những người bị thủ tiêu chống sống là những thành phần ác ôn còn nờ mạo về nhân dân. Tôi tự hỏi là nhiều khi nể trí thức là lương tâm và trí tuệ của quốc gia đó, thì thử hỏi về cái lỗi suy nghĩ như rửa thì Việt Nam ngày mốt mà thoát ra được những cái tấm tội tù hạm của tấm thức thời Trung Cổ. Tôi nghĩ rằng 40 năm đã trôi qua thì đấy là lúc những người tự nhận là trí thức thiên tài, những người trí thức cộng sản hãy tự thẳng thẳng đánh giá và phê bình những cái suy nghĩ và hành vi của mình trong vụ thảm sát Mậu Thân, thì hy vọng từ đó mình có thể cứu chuộc được mình và cứu chuộc được dân tộc mình. Chiều nay không có những nhân chứng thời ấy nói rằng các đám tang tập thể tại Huế vào những năm 1968-69 là hình ảnh không thể quên cho những ai từng một lần nhìn thấy. Trong bài viết Mass Murder, Mass Burial của nhà báo Tito V. Cavallo đăng trên Vietnam Bulletin vào năm 1969, có đoạn mô tả một đám tang tập thể như sau. Dưới ánh mặt trời chói chang, những dãy quan tài được xếp thành từng hàng ngay ngắn. Bên trong mỗi quan đóng vội này là những gì còn sót lại của các thi hài được tìm thấy. Khoảng 15.000 người trong áo tang trắng đứng chịu trận dưới trời nắng chang chang. Một ai đó âm thầm khóc, một ai khác khóc to vật vã. Thỉnh thoảng họ lại nhìn nhau như thể đang tìm một lời an ủi, rằng đây không phải là sự thật, đây chỉ là một giấc chiêm bao. Người dân xứ Huế thời ấy, đặc biệt là người Công giáo, bàng hoàng trước cái chết của hai linh mục ngoại quốc, ba linh mục Việt Nam, hai sư huynh dòng La San cùng một số tu sĩ khác. Trong bài viết Bút tích cuối cùng của linh mục Bửu Đồng, ông Nguyễn Lý Tưởng kể lại, hai linh mục ngoại quốc thuộc dòng Benedicto Thiên An là linh mục Urban và linh mục Ghi, ba người Việt Nam là linh mục Bửu Đồng, linh mục Micaia Hoàng Ngọc Bang và linh mục Yusa Lê Văn Hộ. Sau đây là lời kể của ông Võ Văn Bằng, trưởng ban truy tìm và cải táng nạn nhân cộng sản Tết Mậu Thân liên quan đến cái chết của linh mục Bửu Đồng. Cái xúc động nhất là khi đào lên là chúng tôi gặp cái xác cái bốn cái vị linh mục. Tôi còn nhớ rằng là vị linh mục là linh mục Bửu Đồng, linh mục là Lê Văn Hộ và hai cái vị nữa là vị phe ở dạy ở trường La Sát. Thì chúng tôi rất là thấy rõ cái cảnh giá ngang cái chỗ cái ngực, và linh mục Bửu Đồng á là có để lại ba cái lá thơ, và sở dĩ ba lá thơ là còn nguyên vẹn là bỏ vào trong cái hộp viết và có cái giấy ni lông ngoài. Ba bức thư được ông Bằng nhắc đến được linh mục Bửu Đồng viết, một bức gửi thầy mẹ,
một bức gửi các em và một bức thì gửi cho giáo hữu. Bức thư viết gửi thầy mẹ có nội dung như sau. Thư gửi thầy mẹ. Lại thầy mẹ quý mến. Thầy mẹ rất đau khổ khi mất đứa con trưởng nam không được phục vụ thầy mẹ trong tuổi già. Nhưng thầy mẹ sẽ được an ủi và vui mừng khi được tin con đã can đảm vì mến Chúa, yêu người trong chức vụ linh mục và nhiệm vụ tông đồ. Xin thầy mẹ tha mọi tội lỗi và những gì không làm vui lòng thẹ trong 57 năm nay. Xin hẹn gặp nhau trên nước Chúa. Xin thầy mẹ ban phép lành cho con. Cuộc thảm sát mậu thân đến hôm nay đã tròn 40 năm. Các chứng tích một thời, chẳng hạn nghĩa trang trên núi Ba Tầng, còn gọi là núi Bân, nơi an táng khoảng 400 thi hài tìm được nơi khe đá mài vùng Đình Môn Kim Ngọc tháng 9 năm 1969, đã bị đập phá ngay năm 1975 khi quân đội miền Bắc tiến vào miền Nam. Kể từ năm 1968 thì mỗi năm người ta vẫn đến để mà cúng vái, để cầu nguyện, để tưởng nhớ vào cái dịp Tết. Riêng bên Công giáo thì tại giáo sư Phục Cam là mỗi năm là dành ngày mùng 10 Tết để toàn thể giáo dân lên đó để cầu nguyện. Nhưng mà đến năm 1975, sau khi vừa chiếm được miền Nam thì Cộng sản đã phá hủy ngay tấm bia dựng ở phía sau và phá hủy ngay hai cái bàn thờ ở phía trước. Một bên là dành cho Công giáo, một bên là dành cho Phật giáo. Liệu việc hủy hoại những chứng tích ấy có thể che giấu sự thật đã xảy ra tại Huế, khi người Việt Nam thuộc nhiều thế hệ đã hát hay đã đọc các chứng tích khác, được ghi lại qua âm nhạc, văn chương và báo chí? Mậu Thân 1968, những gì xảy ra cho người đã khuất sẽ còn mãi trong lòng người đang sống. Biến cố ấy sẽ không trôi qua trong quên lãng. Vừa rồi là bài thứ tư trong loạt bài tưởng niệm biến cố Mậu Thân 1968 tại Huế. Trong phần sau, cũng là phần cuối cùng, biên tập viên Thiện Giao sẽ có bài tổng kết lại những con số, các tài liệu liên quan đến số nạn nhân trong biến cố đó. Trình bày lại các số liệu ấy cũng là một cách để đặt lại câu hỏi, tới bao giờ những nạn nhân của biến cố Mậu Thân sẽ được trả lại công lý và công bằng?